Chuyện ngập ở các thành phố lớn chẳng biết từ khi nào đã quen như ăn cơm bữa. Hết Hà Nội giờ đến thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa trắng trời vào chiều nay khiến các tuyến đường trên địa bàn lại chìm trong biển nước. Cơ quan khí tượng còn ghi trận được mưa đá xuất hiện ở một số đề Các chủ nhà cũng có thông tin lý giải về nguyên nhân xảy ra hiện tượng này. Theo đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phân tích, do có những diễu động quy mô nhỏ trong gió Tây Nam tạo nên hội tụ ẩm hình thành mây đối lưu. Ngoài ra những ngày qua mưa nhiều độ ẩm cao và buổi sáng thì trời nắng nền nhiệt bề mặt đất bị đốt nóng làm cho khí quyển có xấu động mạnh. Từ đó mây bị đưa lên rất cao, càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm nên những hạt mây ngưng kết thành hạt đá tạo ra mưa đá. Chỉ trong nửa tiếng, lượng mưa đo được tại trạm Bạc Trĩnh Chi, quận chức là hơn 20mm, Thủ Đức gần 50mm, Lê Minh Xuân, Bình Chánh trên 30mm. Ứng dụng UDI của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị cũng cảnh báo nhiều điểm ngập sâu. Trong đó, khu vực Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, nước chân hơn 4 tấc Đường Ung Văn Kim, Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, nước cũng ngập nửa bánh xe, khiến hàng loạt phương tiện chệt máy.